Tuy là người sáng chế ra thuốc kháng sinh penicillin, nhưng Sir Alexander Fleming lại không phải là người chuyển hóa nó thành thuốc. Công danh này thuộc về Howard Florey và Ernst Chain. Họ bắt đầu thực hiện dự án này vào năm 1939, khi mà Thế chiến thứ hai đang trong giai đoạn khốc liệt nhất. Họ gần như biến phòng thí nghiệm Oxford thành một nhà máy điều chế penicillin. Tới năm 1940, Howard Florey đã thành công khi chứng minh penicillin có thể bảo vệ được một con chuột khỏi Streptococci, một loại vi khuẩn gây viêm phổi, nhiễm trùng tai, sốt ban đỏ và viêm họng. Ngày năm tiếp theo, penicillin được sử dụng trên con người. Một viên cảnh sát, Albert Alexander, là người đầu tiên được chữa trị bởi penicillin từ Oxford.